Đây là cái lưỡi chiên nướng này. Còn đây là cái lưỡi cày lật. Thì đối với cái lưỡi chiên nướng này thì các bác có thể sử dụng để vét sảnh này. Vét sảnh thì làm đúng rau. Đây cái mũi cày của nó đây. Và cái phần đuôi này. Phần đuôi này là để các bác gắn vào phần đuôi của máy xới. Thì đối với những cái dòng máy xới hiện nay ấy, dòng máy mới, máy 170, 173, 178, 86, 188 và máy Honda thì cái phần đuôi đều tương thích kế với cái trục này. Thì các bác chỉ việc gắn vào cái chốt này thôi, lỗ này thôi, gắn chốt vào cái lỗ này. Còn đối với những cái dòng máy bãi ấy, dòng máy bãi thì khách hàng bên em thì thường là lấy về và phải chế thêm cái củ để có thể lắp được vào phần đuôi của máy xới. Còn đây là chi tiết về cái lưỡi chiên nướng. Lưỡi chiên nướng này thì các bác có thể chỉnh được độ rộng của cánh, độ rộng của cánh để vét sảnh. Thì độ hẹp của nó thì rơi vào độ khoảng 12 đến 15 cm. Em nhất là 12. 12 đến 10 đến 10 cm. Còn rộng thì có thể lên tới khoảng 40 cm. Rộng rãnh là 40 cm. Bằng cách là chỉnh cái độ cánh này bằng các ốc ở khu vực này. Và vị trí này. Đây chính là cái lưỡi chiên luống. Đây là cái lưỡi chiên luống này. Còn cái này là lưỡi cày lật. Cái lưỡi cày lật thì nó chỉ có một bên này thôi. Nên là đối với những hộ mà sử dụng máy bãi, máy mà có cái mã lực của nó độ khoảng 2,5 đến 3 ngựa thì nên sử dụng cái này. Cái này nó nhỏ gọn hơn. Nó rất nhỏ gọn. Là tùy theo mục đích sử dụng, tùy theo cái máy hiện tại của các bác là loại gì thì mình dùng một trong hai cái chia luống này cho nó phù hợp.